Tiếp nối chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng nay kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết những kẻ khủng bố tấn công trung tâm mua sắm Krokus City ở Moscow đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. Phong trào Anh của lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Liên minh sẽ không thể ngăn phong trào này, nhắm vào Israel. Thưa quý khán giả, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB hôm qua cho biết những kẻ khủng bố tấn công địa điểm hòa nhạc, trung tâm mua sắm Crocus City ở phía tây bắc thủ đô Moscow hôm 22 tháng 3 đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. Theo kênh truyền hình RT, FSB cho biết bốn kẻ tấn công đã bị bắt ở vùng Bryansk gần biên giới và đang được chuyển đến Moscow. Ngoài ra, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố có liên hệ trên đất Ukraine. Tuyên bố của FSB nhấn mạnh. Sau khi gây án, thủ phạm cố gắng bỏ trốn, lái ô tô về hướng biên giới Nga-Ukraine. Tuy nhiên, cả bốn nghi phạm đã bị giam giữ trong vòng vài giờ. Ngoài ra, bảy người khác đã bị bắt giữ sau vụ xả súng. Tuyên bố cho biết thêm, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ với kho vũ khí được tích lũy từ trước. Cuộc điều tra đang diễn ra và cơ quan an ninh đang làm việc để xác định mọi tình tiết xung quanh vụ án. Trong khi đó, Ủy ban điều tra Nga cùng ngày cho biết, số người thiệt mạng là 115 người và cảnh báo con số này có thể sẽ tăng lên. Theo ủy ban này, dựa trên dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân cái chết là do vết thương do đạn bắn và ngộ độc do hít khói. Các nhà điều tra tuyên bố phát hiện ban đầu dựa trên bằng chứng tại hiện trường cho thấy những kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí tự động trong cuộc tấn công và sử dụng một số loại chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa. Tổng biên tập RT là bà Margarita Simonian hôm qua đã đăng đoạn video về cuộc thẩm vấn một trong những nghi phạm đằng sau vụ xả súng. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông mô tả bằng tiếng Nga về việc được trả tiền để tấn công khủng bố. Người này nói rằng trước khi thực hiện hành vi tàn bạo hôm 22 tháng 3, hắn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi phạm cho biết đã phạm tội vì được hứa trả 500.000 rút, tương đương 5.418 đô la Mỹ. Theo nghi phạm, hắn ta đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận khoảng một tháng trước. Tiếp tục với phản ứng xung quanh vụ tấn công, theo hãng tin Al Jazeera, trong bài phát biểu quốc gia hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công là hành động khủng bố mang rợ, đồng thời tuyên bố hôm nay Nga sẽ tiến hành quốc tang. Ông Putin cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới tất cả các nạn nhân, đồng thời cảm ơn các cơ quan dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng của họ trước vụ tấn công. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, trong đó hai bên khẳng định sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua cũng tái khẳng định tiếp tục chống khủng bố cùng với Nga. Sau tuyên bố của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Abraham Watson rằng Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga về cuộc tấn công khủng bố đang được lên kế hoạch ở Moscow, nguồn tin trong cơ quan đặc biệt của Nga nói với hãng tin tá rằng thông tin đó đã được nhận, tuy nhiên không có chi tiết cụ thể. Trong khi đó, trong bài viết trên nền tảng X hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Jorgen Stock viết, Tôi cực lực lên án vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Broker City. Đây là một hành động khủng khiếp chống lại thường dân vô tội. Interpol sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra của chính quyền Nga. Phong trào Anh Sarula của lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Anh và cho rằng những cuộc tấn công này sẽ khuyến khích Israel tiếp tục cuộc chiến ở giải Gaza. Đồng thời, phía Ansarullah tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Liên minh sẽ không thể ngăn phong trào này nhắm vào Israel. Trong bài đăng trên nền tảng X, người phát ngôn của phong trào Ansarullah là ông Mohammed Abdul Salam nhấn mạnh lực lượng Houthi sẽ tiếp tục các hoạt động nhắm vào hàng hải để gây áp lực lên Israel nhằm yêu cầu Tel Aviv chấm dứt cuộc chiến ở Gaza cũng như ngừng phong tỏa ở đó. Tuyên bố của ông Abdul Salam được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và Anh tiến hành làn sóng tấn công mới vào Yemen. Ông Abdul Salam cũng cho biết các cuộc tấn công mới của Mỹ vào thủ đô Sana'a là sự tiếp nối các cuộc tấn công do Liên minh Mỹ-Anh thực hiện để hỗ trợ Israel. Theo ông, các cuộc tấn công này đã khuyến khích những người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái cực đoan tiếp tục tiến hành các hành vi tàn bạo chống lại người Palestine ở Gaza. Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn Saba của Yemen đưa tin, Liên minh Mỹ-Anh đã tiến hành 5 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi ở huyện al Munisa thuộc thành phố Hudaydah ven biển phía tây Yemen. Tuy nhiên, ông Abdul Salam cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Liên minh sẽ không bao giờ ngăn cản được lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thương mại có liên kết với Israel, cũng như các tàu cập cảng trên vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng. Hải quân Ấn Độ hôm qua đã bàn giao 35 tên cướp biển Somali cho cảnh sát ở thành phố Mumbai sau 100 ngày thực hiện hoạt động chống cướp biển ở phía đông biển đỏ. Đây cũng là khu vực nạn cướp biển đã tái xuất hiện lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Tuần trước, Ấn Độ đã bắt được bọn cướp biển từ tàu chở hàng Ruen 3 tháng sau khi con tàu này bị cướp ngoài khơi bờ biển Somali. Những tên cướp biển bị bị kích Ấn Độ bắt giữ sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân theo luật chống cướp biển của Ấn Độ. Phát biểu trong một cuộc họp báo đánh dấu 100.000 hoạt động chiến dịch chống cướp biển hôm qua, Đô đốc Hải quân Harikuma cho biết cướp biển Somali đã sử dụng tàu Ruen để tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu khác. Lực lượng biệt kích Ấn Độ sau đó đã giải cứu thành công toàn bộ 17 thuyền viên của tàu Ruen. Hải quân Ấn Độ cho biết thêm, trong 100 ngày của chiến dịch, nước này đã ứng phó với 18 sự cố, triển khai 21 tàu và 5.000 quân luân phiên, cũng tiếp nhận và điều tra hơn 1.000 tàu. Đồng thời, hải quân cũng chứng kiến 57 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa trong suốt chiến dịch. Thưa quý vị, Thống đốc bang Sokoto, ông Abes Alizu Sokoto, ngày hôm qua cho biết quân đội Nigeria đã giải cứu 17 học sinh và một phụ nữ bị bắt cóc trong một cuộc đột kích lúc bình minh của những người có vũ trang cách đây 2 tuần ở bang phía Tây Bắc này. Vụ tấn công tại trường Sangaya hôm 9 tháng 3 xảy ra 2 ngày sau vụ bắt cóc hàng loạt học sinh ở Kaduna, cũng ở phía Bắc. Thống đốc Sokoto cho biết các học sinh đã được tự do sau chiến dịch do quân sự và văn phòng cố vấn an ninh quốc gia phối hợp. Trong tuyên bố, ông cho biết tất cả học sinh đều khỏe mạnh và sẵn sàng đoàn tụ với cha mẹ, tuy nhiên không nêu chi tiết về hoạt động giải cứu. Hiệu trưởng nhà trường là ông Lisman Abubakar Bakuso cho biết không có khoản tiền chuột nào được trả và cha mẹ của những đứa trẻ không liên quan gì đến việc trả tiền chuột. Các vụ tấn công và bắt cóc đòi tiền chuột trở thành chuyện xảy ra gần như hàng ngày, đặc biệt là ở miền Bắc Nigeria, khiến các gia đình và cộng đồng phải gom tiền tiết kiệm để trả tiền chuột. Họ thường phải bán đất, gia súc và ngũ cốc để đổi lại tự do cho người thân. Pakistan hôm qua đã kỷ niệm 84 năm ngày Quốc Khánh 23 tháng 3 năm 1940, hay còn được gọi là ngày nghị quyết Pakistan hoặc ngày Cộng hòa. Hàng năm, người dân Pakistan dành ra lễ kỷ niệm để nghị quyết Lahore, là được thông qua vào ngày 23 tháng 3 năm 1940, một trong những cuộc mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Ngày lễ quốc khánh năm nay mở đầu bằng 31 phát súng chào mừng ở thủ đô Islamabad và 21 phát súng chào mừng ở thủ phủ của các tỉnh. Một cuộc duyệt binh cũng được tiến hành tại đại lộ Sakhabirian ở Islamabad với sự tham dự của Tổng thống, Thủ tướng và các quan chức chính phủ. Quốc kỳ Pakistan được kéo lên cao trên tất cả các tòa nhà lớn trên khắp đất nước trong khi người dân tổ chức các cuộc tuần hành và hội thảo để nêu bật tầm quan trọng của nghị quyết Lahore. Phát biểu tại buổi lễ hôm qua, Tổng thống Asif Ali Zardari tuyên bố mọi người hãy suy ngẫm về hành trình Pakistan đã trải qua, cũng như hãy ăn mừng cho thành tựu Pakistan đã đạt được và tái khẳng định cam kết đối với một Pakistan thịnh vượng và thống nhất. Đồng thời, ông Zardari trong một tuyên bố chính thức đã chấp thuận ân xá 90 ngày cho các tù nhân nhân ngày quốc khánh cũng như lễ hội Eus ul -Fris sau kết thúc tháng Ramadan. Trong tông liệt khác, Thủ tướng Seba Sarif đã kêu gọi cả nước tiếp tục quyết tâm vững chắc để đi theo bước chân của cha ông nhằm đưa Pakistan trở thành đất nước hòa bình, tiến bộ và ổn định. Vào cuối ngày hôm qua, ông Zarari đã trao các giải thưởng và huy chương cho những người dân có những cống hiến xuất sắc cho đất nước trong các lĩnh vực khác nhau tại phụ tổng thống. Trong tháng lễ Ramadan năm nay, người dân Libya tiếp tục sống trong cảnh hoang mang khi khủng hoảng nhân đạo và nội chiến kéo dài. Tuy nhiên, không vì điều đó mà họ đánh mất sự đoàn kết thông qua việc duy trì truyền thống ẩm thực trong tháng lễ của những người theo đạo hồi. Chuẩn bị món ăn là một trong những cử chỉ thể hiện tình yêu trong tháng Ramadan đối với những người theo đạo hồi tại thị trấn Taizura nằm ở ngoài ô phía đông thủ đô Tripoli. Hàng ngày họ sẽ nấu và chia sẻ thức ăn. Đầu bếp Salem Ramadan Omran cho biết. Khu vực Tajura nổi tiếng với việc chuẩn bị bữa ăn truyền thống có tên gọi là Basin, đôi khi còn được gọi là Kasa. Hiện tại, những bữa ăn Basin này sẽ được phân phát cho mọi người như một nghĩa cử từ thiện vì những người đã qua đời. Basin, biểu tượng của sự sẻ chia đối với người Libya, là loại bánh được làm từ lúa mạch Libya ăn kèm với món hầm. Mọi người quay quần bên nhau và dùng bữa bằng tay. Ông Omran cho biết, Chúng tôi kế thừa bữa ăn này từ tổ tiên mình. Ban đầu bữa ăn vốn chỉ được chuẩn bị ở nhà và sau đó được phân phát cho người thân và hàng xóm. Hiện chúng tôi thành lập trung tâm này để chuẩn bị bazin cho tất cả những ai đến thăm. Theo ông, sáng kiến thành lập trung tâm phân phát bazin vào tháng Ramadan đã bắt đầu được triển khai sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Ông Omran cho biết thêm, do vật giá leo thang, thịt, vốn là nguyên liệu quan trọng của bazin không đủ. Do đó, các đầu bếp buộc phải học cách làm bữa ăn từ bột. Ông Isam Tayeb, một người dân ở Tajura, cho biết thêm. Chúng tôi có một sự tiến bộ lớn từ chảo đổi thành nồi lớn, từ một nồi thành hai nồi nấu bazin. Trong dịp Ramadan năm nay, chúng tôi phục vụ 300-400 đến 400 dĩa bazin mỗi ngày. Tại vùng ngoại ô cách Tripoli khoảng 22 km, món ăn khác cũng hồi sinh trong tháng Ramadan. Đầu bếp Mohamed Saber cho biết, Tráng miệng cũng quan trọng và Sphin là một trong những món tráng miệng yêu thích của người Libya. Họ mua Sphin để thưởng thức cùng với một tách trà hoặc để ăn cùng phô mai. Sphin là bánh tráng chiên giòn làm từ bột men, thường có nhân trứng hoặc nhúng mật ong. Trước kia, Sphin là món ăn đường phố giá cả phải chăng, nhưng hiện nó đã trở thành một món xa xỉ đối với nhiều người Libya trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Ông Saber cho biết thêm, khách hàng sẽ mua hàng tùy theo thu nhập, Trước đây họ mua tất cả mọi thứ cho lễ Ramadan, nhưng với hiện nay thì không còn vì giá cả leo thang. Libya vẫn còn đang bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối lập ở Tripoli và miền Tây và thành phố Benghazi ở miền Đông. Mặc dù có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi và trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào, tình trạng bất ổn kéo dài đã làm suy yếu nền kinh tế và đè nặng lên mức sống ở Libya, khiến người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tháng Ramadan này. Lễ hội ánh sáng thường niên tại thủ đô Zagreb của Croatia sẽ kết thúc trong hôm nay. Suốt suốt lễ hội, các du khách được mãn nhãn với những màn biểu diễn từ các nghệ sĩ trong và ngoài nước, cùng với các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng sắp đặt rực rỡ trên khắp các đường phố, công viên và quảng trường của thành phố. Trong lễ hội ánh sáng lần thứ 6, Zagreb đã dựng các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng sắp đặt tại 29 địa điểm tham quan, trong đó có quảng trường và các tòa nhà lịch sử khiến cả thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ của đèn LED. Năm nay chủ đề của lễ hội ánh sáng tập trung vào thiên nhiên môi trường. Sự kiện thu hút được vô số du khách và người hâm mộ không chỉ từ Croatia mà còn từ nhiều nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Một vài du khách cho biết: "Mỗi năm lễ hội đều rất mới mẻ, tôi luôn cảm thấy rất vui khi tham gia. Các tác phẩm nghệ thuật, các buổi trình diễn tất cả đều rất tuyệt vời." Với lượng người tham dự lễ hội trung bình hàng năm là khoảng 3 triệu du khách, lễ hội ánh sáng Zareb đã trở thành một trong những sự kiện nổi tiếng nhất của Croatia. Thưa quý vị, quân đội Myanmar đã bắt đầu tiến hành luật nghĩa vụ quân sự nhân dân bằng việc gửi công bố thư triệu tập gửi đến các ứng cử viên đủ điều kiện nhập ngũ trên toàn quốc. Động thái này phù hợp với luật mới ban hành của chính quyền quân sự Myanmar, vốn gây quan ngại từ việc chảy máu chất xám cho đến bạo lực gia tăng tại quốc gia vẫn chưa hết bất ổn này sau cuộc chính biến năm 2021. Các bức thư triệu tập người dân nhập ngũ không có định dạng chuẩn, nhưng mỗi thư đều mang cùng một thông điệp hướng dẫn người nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và cảnh báo rằng không khai báo sẽ bị truy tố. Hôm 10 tháng 2, chính quyền quân sự Myanmar thông báo luật nghĩa vụ quân sự nhân dân bắt buộc chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định tất cả đàn ông từ 18 đến 35 tuổi và phụ nữ từ 18 đến 27 tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất 2 năm. Một công dân Myanmar 31 tuổi nam giới cho biết, anh nhận được thư từ giữa tháng này và đã được triệu tập đến văn phòng chính quyền địa phương. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin CNA của Singapore, anh nói: "Ngay khi biết mình có tên trong danh sách triệu tập nhập ngũ, tôi biết mình phải di cư. Nếu tôi nhập ngũ, tôi sẽ phải đầu hàng số phận." Quân đội Myanmar trích dẫn hiến pháp nước này nêu rõ rằng mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết đợt nhập ngũ dân sự đầu tiên này sẽ bắt đầu vào tháng 4 tới với khoảng 5.000 tân binh. Hiện phụ nữ được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng động thái trên đã làm dấy lên quan ngại với những người đủ điều kiện nhập ngũ. Những người phản đối luật cho rằng quân đội có kế hoạch sử dụng binh sĩ quân sự làm lá chắn sóng đều bị quân đội Myanmar bác bỏ. Cựu đại úy quân đội Kaung Win cho rằng các tân binh có khả năng sẽ được trang bị vũ khí ngay khi họ hoàn thành khóa huấn luyện và được đưa ra tiền tuyến. Quân đội sẽ không đánh giá kỹ lưỡng sự tiến bộ của một tân binh, chẳng hạn như kỹ năng của họ hoặc liệu họ có sẵn sàng tham chiến hay không. Các chuyên gia an ninh cho rằng việc bắt buộc nhập ngũ có thể làm gia tăng tình trạng bạo lực xung đột. Quân đội Myanmar và Liên minh huynh đệ gồm 3 nhóm vũ trang ở miền Bắc nước này đã vướng vào các cuộc xung đột kéo dài kể từ cuộc đảo chính cách đây hơn 3 năm. Tiến sĩ Min Yao O, giám đốc điều hành của Viện Hòa bình và An ninh Myanmar nhận định, đây là cách huấn luyện quân sự, chúng ta phải xem họ có thể làm điều đó hiệu quả đến mức nào tiến sĩ ô cho biết còn quá sớm để biết liệu quân đội myanmar có thể thuyết phục thành công những binh sĩ nghĩa vụ đứng về phía mình hay không dù luật này được xem là vấn đề nội bộ của myanmar nhưng có khả năng ảnh hưởng đến khu vực một trong những vấn đề có thể xảy ra là những công dân myanmar muốn chạy khỏi đất nước bằng cách tìm các phương tiện bất hợp pháp để trốn thoát và vượt biên sang các nước láng giềng như thái lan